Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn. Tập 8. Chương 71 Bắc Hải Chứng Đạo 1. Thân phận đệ tử nội môn, 3 năm ở Kháo Sơn Tông, cuối cùng đều biến thành ký ức, xen lẫn vào đó là tiết thu lạnh lẽo. Dần hạ xuống bên người, thổi lên từng sợi tóc dài của Mạnh Hạo, thổi đi toàn bộ bụi bặm trên mái tóc của hắn, phiêu lãng về nơi xa. Mạnh Hạo ngồi yên lặng trên một tảng đá lớn, rất lâu sau đó, tới khi trên trời đầy một mảnh sao nhấp nháy, rồi tới khi bình minh xuất hiện, hắn chỉ than nhẹ một tiếng, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Đều đi rồi, chỉ còn một mình ta ở lại Triệu Quốc. Mạnh Hạo đột nhiên lại nhớ nhà, mặc dù căn nhà ở huyện Vân Kiệt đã bị hắn bán đi rồi, nhưng hắn vẫn nhớ tới chiếc giường trong nhà. Nhớ tới cái bếp, cái bát, lại càng nhớ tới Đại Thanh Sơn. Rồi hắn nhớ, trong trí nhớ cửa hắn, mẫu thân mang nụ cười hiền lành và vị phụ thân luôn sợ vợ hiện ra. Có chút mơ hồ, Mạnh Hạo lắc đầu, dưới ánh sáng bình minh, hắn đứng lên, Kháo Sơn Tông cũng không cần phải tìm tòi gì hết. Vì phàm là những thứ có thể mang đi được thì đám tu sĩ Triệu Quốc đã mang đi hết cả rồi, giờ này nơi này đúng thực phải nói là trống trơn. Mạnh Hạo vỗ vỗ quần áo, thay bộ quần áo màu bạc của đệ tử nội môn ra, lấy ra tấm áo văn sĩ ngày đó, bộ độ này khá là rộng. Cho nên hắn mặc vào cũng không hề bị chật, hắn đón nhận ánh dương quang, hít sâu vào một hơi, trong cơ thể hắn từng âm thanh xương cốt vang lên không ngừng. Yêu đan không ngừng xung động, khiến cho linh lực bàng bạc bắt đầu tràn ngập lấy thân thể của Mạnh Hạo. Cách ngưng khi tầng 7 cũng không còn xa nữa, cũng đã cảm nhận được bình cảnh rồi. Mạnh Hạo tiến về trước từng bước, trong túi trữ vật phóng ra hai thanh kiếm phi kiếm, chợt lóe lên dưới chân hắn, sau đó mang hắn lao xuống núi. Mạnh Hạo cuối cùng đã đi ra khỏi Kháo Sơn Tông. Dùng kiếm di chuyển, tuy thuật ấy có thể bay, nhưng cũng giống với Hứa sư tỷ, cho dù nàng ấy có phong phiên, nhưng cũng chỉ có thể phi hành trong thời gian ngắn mà thôi, rất khó có thể đi lâu dài được. Thân ảnh của Mạnh Hạo dần biến mất nơi chân trời, cước bộ đảo nhanh. Thân thể cũng lao đi nhanh bên trong rừng, dần dần hắn đã đi khỏi khu vực mà đã 3 năm qua hắn chưa từng rời đi, Kháo Sơn Tông. Lúc hắn đạp phi kiếm mà bay lên thì từ trên trời nhìn xuống, bên dưới là núi hoang dã lĩnh vô tận tựa như không hề có chút giới hạn nào. Thời gian lại dần trôi qua, với một tốc độ như cũ hắn phi hành hết 2 ngày mới có thể thoát ra khỏi đám quần sơn kéo dài liên miên tưởng chừng như không dứt này. Không biết Hứa sư tỷ lúc trước dẫn ta tới tông môn dùng mấy ngày, đáng tiếc lúc ấy bản thân đang hôn mê, nhưng xem ra hẳn là tốc độ so với ta có thể nhanh hơn không ít. Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phía quần sơn mà thấp giọng tự nói. Đối với tu sĩ mà nói thì Triệu Quốc cũng không lớn, nhưng với phàm nhân thì Triệu Quốc là một nơi hoang vắng. Mạnh Hạo cũng đã đọc qua sách vở nói về Triệu Quốc, cho nên mặc dù hắn chưa hề đi qua, nhưng trong lòng thì cũng có hiểu biết nhất định về nó rồi. Nơi này hẳn là phía bắc của Triệu Quốc, xem ra Kháo Sơn Tông cũng cách huyện Vân Kiệt không quá xa. Mạnh Hạo thoáng đưa mắt nhìn về cái hồ tựa như một mặt gương ở trước, nơi này được gọi là Bắc Hải. Nghĩ lại thì cũng đúng, Hứa sư tỷ cho dù có phong phiên, mặc dù năm đó cũng là ngưng khí tầng 7 rồi. Cho dù có thể tạm thời phi hành, nhưng linh lực cũng không thể nào tiêu hao lâu dài, cho nên hẳn là không thể bay quá xa được. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra chút ý tưởng niệm, rời khỏi huyện Vân Kiệt đã gần 3 năm. Giờ phút này ý nghĩ quay về nhìn lại nơi đó càng thêm mãnh liệt trong đầu. Hắn biết, đi qua Bắc Hải thì nửa ngày sau đã có thể nhìn thấy Đại Thanh Sơn rồi. Khẽ hít sâu một hơi, Mạnh Hạo lại tiếp tục bước nhanh trên con đường, đi về phía mặt hồ Bắc Hải tĩnh lặng kia. Khi hắn cúi đầu nhìn vào trong hồ, đã không bóng dáng của một thiếu niên như trước. Hiện giờ hắn đã chừng hơn 20, trên mặt có những nét cương nghị, khác xa với vẻ non nớt mờ mịt khi xưa. Trong trầm mặc, bỗng nhiên có một tiếng cười vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mạnh Hạo. Vị tiểu tiên sinh này, có muốn vượt biển không? Một chiếc thuyền từ trên mặt hồ chậm rãi lướt tới, bên trên là một ông lão mặc áo tơi, vẻ mặt phong sương, tay cầm mái chèo, đưa mắt nhìn phía Mạnh Hạo, nở nụ cười hỏi. Làm phiền lão trượng rồi. Mạnh Hạo sửng sốt, cái tiếng tiên sinh kia đã 3 năm rồi hắn cũng không được nghe qua một lần. Không phiền, lão hán hàng năm vẫn đi đò trên Bắc Hải,
kính nể nhất vẫn luôn là đám người đọc sách các vị đó. Ông lão vừa nói, vừa điều khiển cho chiếc thuyền tới gần phía Mạnh Hạo, dừng lại nơi hắn đứng. Mạnh Hạo vội vàng tạ ơn, rồi bước vào trong thuyền. Bên trong khoang còn có một tiểu cô nương tầm 7-8 tuổi, hai cái bím tóc nho nhỏ vắt vẻo, ngồi xổm bên cạnh một cái bếp nhỏ, đang quạt gió, để nấu nước, từng tia nhiệt khí nhẹ nhàng tản ra. Bên trong nước là một bầu rượu đang được làm ấm dần. Đây là cháu gái lão, đáng tiếc lại là nữ, nếu như là nam, lão cũng muốn cho để cho nó đi đọc sách, tiểu tiên sinh là người nơi nào vậy? Ông lão đẩy nhẹ mái chèo, đưa con thuyền dần vào bên trong hồ, thuận gió mà đi, sau đó ngồi bên cạnh lò lửa, cười nói. Tiểu cô nương kia cũng ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt to tròn nhìn Mạnh Hạo, trông khả ái thiên chân vô cùng. Tiểu sinh là người Đại Thanh Sơn, huyện Vân Kiệt. Mạnh Hạo mỉm cười nói, cuộc sống phàm trần này khiến cho hắn nhớ lại chuyện cũ 3 năm trước kia. Huyện Vân Kiệt, đó là một nơi tốt à, thực là địa linh nhân kiệt. Năm xưa còn có chút điềm lành, khiến cho các vị quan gia chú ý. Khí trời chuyển lạnh, thân thể lão hán không được tốt lắm, cho nên phải dùng ít rượu sưởi ấm, tiên sinh có muốn uống không? Lão hán tay cầm bầu rượu, quay về Mạnh Hạo hỏi. Mạnh Hạo biết cái gọi là điềm lành kia là vào hơn 10 năm trước, cũng chính là vài ngày trước khi cha mẹ hắn mất tích. Nhớ lại điều này khiến cho lòng Mạnh Hạo cũng có chút phiền muộn. Hắn chần chừ một chút, nhìn bầu rượu kia, hắn trước giờ chưa hề say rượu, năm đó ở huyện Vân Kiệt, trong nhà bần hàn cho nên không mua nổi. Đến Kháo Sơn Tông rồi thì bên người cũng không có, giờ phút này cầm chén rượu, được lão hán rót đầy, đưa lên miệng uống một ngụm. Nhất thời một cỗ cay cay tràn ngập trong tim, một loại cảm giác ấm áp dần hòa tan khắp toàn thân. Cách nói năng của lão trượng cũng bất phàm, không biết đã đi thuyền ở nơi này bao lâu rồi. Mạnh Hạo nhìn mặt hồ xanh, lại uống thêm một ngụm, ý vị cay nồng này khiến cho hắn nhớ lại Kháo Sơn Tông, nhớ tới Hứa Sư Tỷ, Trần Phàm, rồi cả tên mập kia nữa. 20 năm rồi, cả đời này ta gặp biết bao nhiêu người đi qua nơi đây, thấy cũng nhiều, tự nhiên cũng học được cách nói năng của bọn họ rồi, cho nên làm cho tiểu tiên sinh chê cười rồi. Lão hán cười rồi nói, như mặt hồ này, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu người đi qua, mọi người đều nhớ kỹ nó, và nó cũng nhớ kỹ từng người. Lão hán cầm lấy chén rượu, lại uống thêm một ngụm. Mạnh Hạo ngẩn người ra, những lời như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nghe được, có chút trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, cúi đầu nhìn xuống mặt hồ. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 72, Bắc Hải Chứng Đạo 2. Đây rõ ràng là hồ, tại sao lại được gọi là Bắc Hải chứ? Mạnh Hạo bỗng nhiên hỏi. Hồ cũng có lúc cạn, lúc thường vẫn không chút dao động, cho nên cũng không thể dung nạp được vạn vật. Biển thì lại khác, có thể dung nạp ngàn vạn con sông, cũng có lẽ là mọi người không muốn nó biến mất, hoặc tùy ý chọn. Nói chung, nếu tiên sinh coi nó là hồ thì nó là hồ, nếu coi nó là biển thì hẳn nó sẽ là biển. Lão hán ngẫm nghĩ rồi cười nói tiếp. Một câu này rơi vào trong tai Mạnh Hạo, tâm thần hắn chấn động, tay cầm chén rượu khẽ run run, kinh ngạc nhìn mặt hồ, tựa như cũng quên đi thời gian. Không biết trôi qua bao lâu, thuyền đã cập bến bên kia, hắn lấy ra ngân lượng mà bản thân kiếm được ở Kháo Sơn Tông trả tiền. Sau đó ôm quyền thật chặt cúi đầu thật sâu, nhìn con thuyền đi xa, mà trong mắt hiện ra một tia kỳ dị. Hắn cũng không có lập tức rời đi ngay, mà ngồi khoanh chân bên hồ nước, nhìn mặt hồ, nhìn con thuyền cô độc đang đi xa, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười của vị lão trượng kia. Người coi nó là hồ, nó là hồ, còn ngươi bảo nó là biển thì nó là biển. Âm thanh của lão trượng vẫn quanh quẩn, dần dần vang lại, tựa như không phải là lão đi xa, mà là dung nhập vào trong mặt hồ Bắc Hải này, tựa như đã đi vào đáy hồ vậy. Mạnh Hạo ngồi ở nơi này, đưa mắt nhìn về xung quanh, một lần ngồi cũng qua 3 ngày liền. 3 ngày, Mạnh Hạo không hề nhúc nhích, yên lặng nhìn hồ nước, trong đầu vẫn quanh quẩn những lời lão trượng kia nói. Hồ cũng có lúc cạn, bình thường không gợn sóng, cho nên không thể dung được vạn vật, biển thì luôn di động, có thể kết nạp 100.000 con sông. Hai mắt Mạnh Hạo càng thêm sáng,
trong cơ thể hắn đan hồ màu kim sắc tựa như vô biên vô hạn, tựa như mặt hồ ở trước mắt này. Ta coi nó là hồ, thì nó là hồ, ta coi nó là biển thì từ nay về sau, nó chính là biển. Trong tâm Mạnh Hạo tựa như có điều gì đó, nổ vang một tiếng, trong nháy mắt, đan hồ trong người hắn quay cuồng mạnh mẽ, nhưng là dưới tình huống không dùng đan dược mà không ngừng bành trướng lên. Những điều này Mạnh Hạo lại không cảm nhận được, hai mắt hắn nhắm nghiền, lúc này vẫn đang đắm chìm trong trạng thái đó. Trong đầu hắn giờ chỉ còn lại toàn những lời nói của lão trượng kia, không hề để ý xung quanh nơi này, có linh khí thiên địa đang bắt đầu phóng tới. Chúng vờn xung quanh hắn, không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, càng làm cho mặt hồ Bắc Hải vốn vẫn luôn lặng im này phải cuộn sóng. Từ trong Bắc Hải có một lượng linh khí quay cuồng phóng ra, tan vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Bắc Hải chứng đạo. Giờ phút này, nếu như có tu sĩ kết đan nhìn thấy tràng cảnh này hẳn sẽ hoảng sợ, bởi vì ngộ đạo thì chính là cảnh giới chỉ có chàm linh mới có thể tiếp xúc được, mà càng cần phải có tạo hóa với cơ duyên. Thế nhưng giờ phút này, Mạnh Hạo hiển nhiên đã đi tới cánh cửa đó rồi. Mà hắn sở dĩ có thể thành công được, cũng là có liên hệ rất lớn với viên yêu đan kia. Đó là đan của Ứng Long, là một con thú thượng cổ mà đuôi cũng có thể hóa thành yêu. Trên thực tế trong giấc chiêm bao Ứng Long năm đó, hắn đã tính là ngộ đạo rồi. 3 ngày sau, khi Mạnh Hạo mở mắt ra thì kim quang trong mắt chợt lóe, đan hồ trong cơ thể của hắn tựa như to gấp đôi. Trông thì là hồ, nhưng Mạnh Hạo thấy, nó đây không phải hồ, mà là thành đan hải của hắn rồi. Bởi vì hắn cảm thấy đây là biển, thì nơi đó chính là biển. Nước biển rít gào, bọt sóng cuồn cuộn, khiến yêu đan nhấp nhô bên trong. Từng luồng linh khí màu bạc xuyên qua toàn thân Mạnh Hạo, dựa theo phương thức trong ngưng khí quyến thái linh kinh mà vận chuyển. Trong chốc lát toàn thân hắn biến thành một mảnh kim quang, trong đầu vang lên từng tiếng nổ lớn, tựa như một toàn bộ cơ thể được mở ra. Toàn thân hắn khuếch tán ra kim quang, nháy mắt đã vượt qua 3 trượng. Sau một hồi, tu vi của hắn lại trực tiếp tăng tiến, phá nát bình cảnh ngưng khí tầng 6, tiến bước vào ngưng khí tầng 7. Thậm chí, ngưng khí tầng 7 này tuy mới đạt được, nhưng có thể so với ngưng khí tầng 7 đỉnh phong rồi, vì trong đan điền của hắn không phải đan hồ, mà là đan hải. Một khắc trước, Bắc Hải đã chuyển tới không biết bao nhiêu linh khí tích lũy bao nhiêu năm nay, giúp đỡ cho hắn đột phá. Một lúc lâu sau đó, thì linh khí thiên địa bốn phía mới dần tiêu tán, linh khí Bắc Hải cũng biến mất, kim quang ngoài thân Mạnh Hạo cũng dần thu lại. Hắn cũng khôi phục lại bộ dáng ban đầu, yên lặng ngồi ở nơi đó, trong đôi mắt không còn kim quang, nhưng thần thái thì rạng ngời. Mạnh Hạo chậm rãi đứng lên, nhìn Bắc Hải, ôm quyền, vái một vái. Trong đầu hắn hiện ra một phần trong những bí tịch năm xưa hắn đọc ở Kháo Sơn Tông. Phàm là vật có sinh mệnh trong thiên địa thì được xưng là yêu. Phàm là yêu giả thì có thể là từ núi mà hóa yêu, từ sông hóa yêu, thậm chí là thảo mộc vạn thú cũng có thể hóa yêu. Hôm nay nhờ Bắc Hải mà chứng đạo, ngày sau khi tu vi Mạnh Mỗ đạt thành, sẽ quay lại giúp ngươi hóa biển. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn Bắc Hải, hắn không biết là mặt hồ muốn hóa thành biển này có đúng như miêu tả trên sách không, tồn tại sinh mệnh, vậy hẳn đã biến thành yêu rồi. Nhưng, cho dù thế nào thì nơi đây đã giúp cho tu vi của hắn đột phá, khiến cho đan hồ biến thành đan hải, cho nên ân này phải báo, mà cách hắn chọn, đó là hóa hồ thành biển. Lúc sau Mạnh Hạo xoay người, quay về phía Đại Thanh Sơn, rồi cất bước đi tới. Phương Bắc Triệu Quốc, Đại Thanh Sơn, mùa thu gió thổi, lá khô trên núi cũng dần rơi. Từng chiếc lá rơi xuống sông lớn bên chân núi, không biết có giống được như chiếc hồ lô năm đó, ném vào trong Thiên Hà Hải, bay tới tận Đông Thổ Đại Đường đây. Dưới chân Đại Thanh Sơn có 3 thị trấn, bên trong đó thì huyện Vân Kiệt phồn hoa nhất, thị trấn cũng không lớn, nhưng lại khá là náo nhiệt. Hàng ngày đều có người tới nơi đây, khiến cho nơi này hàng ngày vô cùng náo nhiệt. Ngày hôm nay, một vị thanh niên mặc một bộ đồ văn sĩ sạch sẽ màu lam, lặng bước vào bên trong huyện Vân Kiệt, gương mặt khá là quen thuộc, nhưng dáng người thì xa lạ. Hắn chính là Mạnh Hạo. Từng con đường quen thuộc hiện ra, từng cửa hàng, gian nhà, bước đi trong chốn phàm trần, Mạnh Hạo lại nhớ tới nhiều chuyện cũ. Nơi đây có hồi ức khi hắn còn nhỏ. Lúc hắn thiếu niên cơ hàn, khi hắn chấp nhất đọc sách, toàn là những ký ức mà hắn khó có thể quên được.
nơi này là khuê phòng của Tôn tiểu thư. Mạnh Hạo bước qua một đại viện, đưa đầu nhìn qua thì nơi này có một bức tường cao, nhưng này lại có vẻ thấp. Hắn nhớ rõ, sau bức tường đó là căn nhà của Tôn tiểu thư, mà mấy năm trước là nơi mà hắn từng mơ tưởng tới. Hắn nhiều lần ảo tưởng rằng bản thân có thể có một ngày được Tôn Viên Ngoại xem trọng, đem vị tiểu thư xinh đẹp vô cùng kia gả cho làm vợ. Lúc này mới có 3 năm trôi qua, tựa như không lâu, nhưng hắn có cảm giác như là mấy đời rồi. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 73, quay lại phàm trần cũng 3 năm. Hắn cảm khái lắc đầu, đang muốn rời đi thì đột nhiên đại môn Tôn gia mở ra, một cỗ kiệu được khênh ra ngoài, hắn hơi ngừng cước bộ. Bởi hắn khi xưa xem đại viện này nhiều lần xúc động muốn nhìn thấy vị Tôn tiểu thư kia. Giờ phút này bằng với ánh nhanh như chớp nhìn sang tấm màn tre đang bị gió thổi bay lên kia, hắn thấy được bên trong đó là một nữ tử mập mạp, trên mặt lại còn có không ít tàn. Nhang, tuổi cũng không lớn, thực là khiến cho hắn sừng sốt không thôi. Nếu như không nhìn thấy có nha hoàn bên người nàng ta làm cho Mạnh Hạo có chút ấn tượng, thì hắn quả quyết rằng đấy không phải là Tôn tiểu thư. Lúc sau, cỗ kiệu kia đã đi xa, Mạnh Hạo vẫn đứng đó, trong lòng vô cùng hối hận. Chính mình lại tự tay hủy đi tình nhân trong mộng năm đó rồi. Thánh nhân nói đúng, phi lễ chớ nhìn, cũng không nên xem, không nên xem a. Mạnh Hạo lắc đầu, mang theo thần sắc tiếc nuối bước về phía xa. Cho tới buổi trưa, hắn mới kinh ngạc nhìn một gian nhà không lớn ở phía trước, căn nhà trông cũ nát, bên trong cũng lại có người ở, từng âm thanh ồn ào từng trong đó truyền ra ngoài. Nơi này đã từng là tổ trạch của Mạnh Hạo, nhưng hắn năm đó không thể nào sinh sống cho nổi, cho nên mới bán đi. Nơi này đã ghi lại thời gian hắn từng sống khoái hoạt, cũng có những phút giây chua xót và kiên cường của bản thân khi mà cha mẹ hắn mất tích. Từng tràng cảnh hiện ra trong đầu hắn, khiến cho hắn đứng ở nơi đó cho tới tận hoàng hôn. Trầm mặc, hắn bước chân tới cánh cửa, giơ tay lên gõ. Tiếng đập cửa vang lên, khiến cho âm thanh ầm ĩ lúc chưa bỗng dưng ngừng lại. Không lâu sau, cánh cửa phòng bị mở mạnh từ bên trong ra, một tên hán tử trung niên vẻ mặt phong sương xuất hiện, cau mày nhìn về phía Mạnh Hạo. Tìm ai? Chuyện gì? Là Lý Thúc nhỉ? Mạnh Hạo đưa mắt nhìn người trung niên này, nhẹ giọng nói. Ngươi! Hán tử trung niên sừng sốt, cẩn thận nhìn kỹ Mạnh Hạo lần, bỗng nhiên lộ ra vẻ khó tin. Mạnh Hạo! Ngươi không phải là đã mất tích rồi đó sao? Mau vào đây đi! Trên mặt vị trung niên này lộ ra vẻ kinh hỉ, túm lấy Mạnh Hạo, kéo vào trong phòng. Bà nó ơi, bà xem ai đây nè. Bên trong nhà, một nữ tử trung niên đang ngồi đó, lau nước mắt, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng lên nhìn. Khi thấy Mạnh Hạo thì sừng sốt một chút, mau chóng đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kinh hỉ. Thật sự là Mạnh Hạo. Thằng nhỏ này, năm đó không nói gì mà đã bỏ đi rồi, mau lại cho thầm thầm nhìn xem, mấy năm không gặp. Cũng cao lớn rồi, nhưng sao gầy quá, hẳn là mấy năm nay chịu không ít khổ cực rồi. Vị nữ tử này bước lên nhìn Mạnh Hạo, trong mắt mang theo niềm vui, sớm đã bỏ qua chuyện cãi vã ban trưa rồi. Nhanh ngồi đi, để thầm thầm đi nấu vài món cho ngươi, đã quay lại rồi thì đừng đi nữa. Ngươi tuy đã đem nơi này bán cho Lý Thúc ngươi, nhưng nơi này vẫn là nhà của ngươi. Trên mặt vị nữ tử này là một nụ cười hiền lành nhìn về Mạnh Hạo. Sau đó trừng mắt nhìn vị hán tử một cái rồi bước vào trong phòng bếp. Không lâu sau, một bàn thức ăn đã được mang lên. Mạnh Hạo nhìn đôi vợ chồng trước mắt, thấy được vẻ hiền hậu trong đôi mắt họ. Nhớ tới năm đó khi cha mẹ mất tích, nếu không phải được Lý Thúc, Lý Thẩm giúp đỡ, thì bản thân mình sẽ còn gian nan hơn nhiều. Mấy năm nay thu hoạch không tốt, căn nhà cũng đã để cho tiểu tử mới cưới vợ của chúng ta dùng. Nơi này của ngươi để không, cho nên chúng ta mới đến ở. Lý Thẩm gắp thức ăn cho Mạnh Hạo, vẻ mặt hòa ái nói. Mấy năm nay ngươi đi đâu, ta với Thúc ngươi đi tìm khắp nơi, mà không thể nào tìm được. Mạnh Hạo nghe được những lời này, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp vô cùng, chỉ nói bản thân ra ngoài học nghệ. Cũng không nói tỉ mỉ, tới khi ăn xong bữa cơm, hắn mới đứng dậy cúi đầu thật sâu với hai người. Lý Thúc, Lý Thẩm, căn tổ phòng này ta muốn mua lại. Dù sao thì cũng là do cha mẹ ta để lại cho ta,
đây là ngân lượng, hai vị trước cứ ở lại giúp ta trông coi một chút. Mạnh Hạo lấy ngân lượng từ trong ngực ra, đặt sang một bên. Việc này, Lý Thúc chần chừ một lúc, sau đó nhìn vợ mình, Lý Thẩm hơi trầm mặc, rồi cuối cùng gật đầu một cái. Ngươi nói cũng đúng, đây là cha mẹ để lại cho ngươi, căn phòng này sẽ trả lại cho ngươi. Nhưng Lý Thúc với ta cũng lớn tuổi rồi, ngươi đã nói rồi thì chúng cũng sẽ ở lại. Ngân lượng thì cũng thôi đi, chúng ta cũng nhìn ngươi lớn lên, coi ngươi như là con mình, sao có thể lấy ngân lượng của ngươi chứ? Lý Thẩm lại lấy ngân lượng đặt lên tay Mạnh Hạo, quyết đoán nói. Mạnh Hạo trầm mặc, sau đó ôm quyền, cúi người thật sâu. Hắn không có ở lại nơi này, mà chỉ lấy đi vài vật trong trí nhớ, rồi đêm khuya từ biệt đôi phu thê, xoay người đi vào trong đêm đen, ngân lượng thì hắn cũng không mang đi, mà để lại trên giường. Trong một khách điếm ở huyện Vân Kiệt, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra bầu trời, lúc sau than nhẹ một tiếng. Ta đã không còn là phàm nhân, nhưng lại không thể chặt đứt duyên trần, nếu chạm không nổi, thì đành lưu lại vậy. Mạnh Hạo lại im lặng, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại. Buổi sáng sớm, Mạnh Hạo tìm thấy được cửa hàng đồ mộc của vương gia, nhìn vị vương bá khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, ngồi đó mà ngẩn người. Phía trước mặt lão là một bức tượng điêu khắc bằng gỗ. Đó chính là khắc họa Vương Hữu Tài. Có thể thấy bên trong thần sắc của vương bá có chứa sự bi thương vô bờ. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn không biết Vương Hữu Tài đã chết thật hay chưa. Sau khi trở thành đệ tử nội môn, hắn đã đi tìm Tiểu Hổ tới vách núi mà Vương Hữu Tài trượt chân xuống, không tìm thấy được đầu mối gì. Khẽ cảm thán, rồi hắn đi vào bên trong cửa hàng mộc. Thấy có người tới, vương bá ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạnh Hạo thì sừng sốt, cẩn thận dụi dụi con mắt, sau đó toàn thân run rẩy không ngừng. Ngươi là... Mạnh Hạo. Vương bá là ta đây. Mạnh Hạo bước tới phía trước người lão già, đưa tay đỡ lấy lão. Hữu Tài đâu? Năm đó không phải là các người mất tích cùng nhau sao? Hắn ở đâu? Vương bá vẫn nhớ rõ cái ngày mà Vương Hữu Tài mất tích thì Mạnh Hạo cũng mất tích. Lúc này khi nhìn thấy Mạnh Hạo thì lão kích động không thôi. Hữu Tài ca còn chưa về, cũng muốn ta thông báo cho ngài, hắn vài năm sau sẽ quay về, muốn ngài yên tâm, vì hắn có một cuộc sống khá tốt đó. Mạnh Hạo cười nói, đỡ vương bá lên ghế. Ngồi, sau đó hắn nói tiếp về chuyện năm đó, chỉ nói là được người đưa đi học nghệ, hơn nữa Vương Hữu Tài thông minh, học nghệ chuyên sâu cho nên mới chưa quay về. Vương bá kích động mà rơi lệ, nghe lời Mạnh Hạo nói mà gật đầu không thôi, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng tản đi khá nhiều. Sau khi nghe Mạnh Hạo kể mọi chuyện xong, lão mới nở ra một nụ cười tươi. Đứa nhỏ kia từ bé đã thông minh, không muốn học nghề thợ mộc của ta, cả ngày chỉ nghĩ đi làm chuyện khác. Thật là tốt, nó có thể ra ngoài học nghệ, thật là chuyện tốt mà. Vương bá càng tươi cười hơn, tới trưa thì Mạnh Hạo cũng không ở lại nữa. Sau khi được vương bá đích thân tiễn đưa, hắn rời khỏi này. Tiểu Hổ và tên mập không phải là người huyện Vân Kiệt mà là ở hai cái thị trấn phụ cận. Tiểu Hổ thì Mạnh Hạo cũng không quá quen thuộc, mà đối phương thì cũng không có việc gì. Nhưng mà đối với tên mập thì Mạnh Hạo nhất định phải tới nhà đối phương để báo bình an mới được. Nghĩ tới việc tên mập hẳn là đã tới Nam Vực rồi, trong lòng Mạnh Hạo cũng có chút cảm khái. Một buổi trưa, hắn tới tìm Chu Viên Ngoại nhưng lại không gặp được người. Sau khi tìm hiểu thì mới biết cả nhà Chu Viên Ngoại đã rời khỏi nơi này hơn nửa năm trước rồi. Nghe nói là rời tới đô thành của Triệu Quốc, Mạnh Hạo vì thế cũng không tìm kiếm nữa, rời khỏi huyện Vân Kiệt. Nơi này có ký ức của hắn, nhưng Mạnh Hạo hiểu, từ khi đi vào Kháo Sơn Tông thì con đường của hắn là cả Triệu Quốc, là toàn bộ Nam Vực này. Lặng lẽ rời đi, bên trong túi trữ vật chỉ có một ít bát bếp, chăn đệm mà thôi. Những thứ đồ bếp này là cha hắn mua, còn chăn đệm là do chính tay mẹ hắn may ra. Những thứ này đối với Mạnh Hạo mà nói vô cùng chân quý. Ba trấn dưới chân Đại Thanh Sơn, trừ huyện Vân Kiệt ra thì còn có huyện Vân Hải và huyện Vân Khai. Nhà của tên mập ở trong huyện Vân Khai. Nơi này so với huyện Vân Kiệt thì nhỏ hơn chút, tuy phồn hoa không bằng, nhưng bởi vì bốn phía đất đai nhiều cho nên tài chủ không ít. Nhất là mấy nhà đại tài chủ ở trong huyện có vô số tài sản. Cha của tên mập này chính là vị Lý Đại Tài chủ nổi danh toàn huyện Vân Khai. Theo cách nói chuyện dương dương tự đắc của tên mập thì
cả nhà gã tới vài trăm người ở. Sân nhà thì phải đi hết một canh giờ, còn tôi tới nha hoàn thì càng nhiều hơn nữa. Kibo của gã còn được làm từ bạc, chăn đệm thì mua từ đô thành Triệu Quốc, từ nhỏ có nha hoàn làm ấm giường. Tới tận khi lớn lên rồi, gã cũng không nhớ bản thân đã mó qua bao nhiêu nha hoàn nữa. Tóm lại thì cho tới giờ, gã chưa thiếu cái gì bao giờ. Đến khi gã nhắc tới cuộc hôn nhân mà gã nhớ mãi không quên, theo cách nói của gã thì vị tiểu thư nổi danh Thư Hương Môn của huyện Vân Khai vô cùng xinh đẹp. Cha gã mất bao công, tốn bao tiền mới giúp gã thành công cưới về nhà. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 74, Ba Thanh Trường Thương 1. Nghĩ tới biểu cảm đắc ý năm đó của tên mập, Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười, sau đó bước vào huyện Vân Khai. Huyện Vân Khai, Mạnh Hạo cũng đã tới vài lần, phần lớn là ở nơi này mua chút giấy bút. Có vẻ như nơi này khá nhiều tài chủ, cần đám văn nhân pha điểm cuộc sống, cho nên giá cả đồ tứ bảo ở nơi này lại tiện nghi vô cùng. Cho dù đã 3 năm qua đi, nhưng nơi này vẫn như trước, khi hắn đi tới ngã tư thị trấn, thấy không ít cửa hàng bên ngoài đều treo đèn lồng, bên trên là từng hàng chữ như rồng bay phượng múa. Theo như tên mập nói, thì cha gã là đệ nhất tài chủ của huyện Vân Khai này. Hầu như nửa cái thị trấn này là của cha gã, trong nhà trừ có đất đai ra thì cũng có không ít cửa hàng, những nơi có treo chữ lý thì đều là của nhà bọn họ hết. Sau một hồi nghe ngóng, biết được nhà của tên mập ở chỗ nào, hắn chuẩn bị đi tới thì sắc trời đã thành hoàng hôn, mặt trời cũng dần chiếu xuống những tia nắng nhàn nhạt. Không lâu sau đã thấy được phía đông của huyện Vân Khai, một nơi diện tích khá rộng, lầu phủ sát nhau, bảng hiệu cũng khí phái vô cùng. Hai chữ Lý Phủ cũng dễ thấy, bên ngoài còn có đám gia đình đang trông coi, bên trong người tới kẻ lui, vô cùng là náo nhiệt. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, thân hình phóng lên, liền tiến vào bên trong phủ. Lý Phủ rất lớn, chính giữa có một đình viện, lúc này đám con hát đang hát hí khúc trong đó, cũng có cả vũ cơ đang nhảy múa. Một tên trung niên nam tử mập mạp, mặc trên người áo bào xa hoa, người này cũng có chút tương tự với tên mập, hẳn là cha của gã rồi. Lúc này y đang đứng ở đó, vẻ mặt vô cùng cẩn trọng, bên người đang có một thanh niên đang ngồi ngay ngắn. Vẻ mặt tên kia cuồng ngạo, quần áo hào hoa, nhưng thân thể hơi có chút bạc nhược, bộ dạng tiểu sắc quá độ. Lúc này gã đang cầm chén rượu, trong mắt lộ ra chút dâm tà, không ngừng đảo qua đám con hát, vũ cơ kia. Sao còn chưa tới? Tên thanh niên xem đã chán ngấy, nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Rất nhanh sẽ tới, xin Triệu công tử chờ một lát, đứa con dâu kia nhà ta khá là chậm chạp. Trong mắt của cha tên mập lộ ra vẻ khuất nhục, nhưng không thể không cúi đầu chịu khổ. Trong lúc y đang nói những lời này thì phía xa có một đám nha hoàn đang đi tới, phía sau các nàng là một nữ tử mặc quần lụa dài mỏng. Đầu đội châm phượng, dung nhan thanh tú. Nhưng lúc này đây lại mang vẻ mặt kinh hoàng, khi tiến đến thân hình còn hơi run run. Cha, nữ tử tới gần nhìn về cha tên mập, khẽ cúi đầu xuống. Tương Nhi, vị công tử này là Triệu gia của huyện Vân Hải, còn mau đi kính rượu đi. Cha tên mập nhẹ nhàng nói, y vẫn luôn cảm thấy có lỗi với người con dâu trước mắt này, con của y mất tích nhiều năm rồi. Mà người con dâu này vẫn luôn chờ đợi, chưa từng có một câu oán hận nào. Hơn nữa lại vô cùng hiếu thuận với chính mình. Bái kiến Triệu công tử, nữ tử mặc dù sợ hãi, nhưng cũng hiểu khốn cảnh của gia đình hiện giờ, cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó bước tới cầm lấy bầu rượu đổ đầy chén rượu, hai tay bưng tới cho tên Triệu công tử đang sáng rực hai mắt ra kia. Triệu công tử dùng sức nuốt vào một ngụm nước miếng, nữ tử trước mắt này khiến cho gã cảm thấy kinh người. Nội tâm cũng đã dục dịch, trên mặt lộ ra vẻ dâm đãng, lúc nhận lấy chén rượu cũng tiện tay sờ bàn tay bé nhỏ của đối phương. Nữ tử bị dọa cho sợ, lùi lại về sau, khiến cho chén rượu rơi xuống đất. Thật to gan. Triệu công tử trợn mắt, một cước đá văng án kỳ trước mặt, rượu với thức ăn rơi đầy đất, gã đưa tay chỉ vào mặt phụ thân tên mập. Ta nói cho ngươi biết, Lý Đại Phú, đệ đệ của ta đã trở về, từ giờ nó đã là tiên nhân. Nó muốn gia sản của Lý gia các người chứ không phải muốn các người đi tìm chết. Ta đây là thương hại nhà các ngươi, thế mà các ngươi lại dám làm nhục ta ư?
Triệu công tử, cái này, cha tên mập vội lên tiếng. Người câm miệng cho ta nói cho người biết, chuyện ngày hôm nay ta sẽ không để yên, nếu người thức thời thì đưa con dâu người tới bồi bản công tử. Đến khi bản công tử thoải mái, tự nhiên sẽ nói tốt với đệ ta, bằng không thì... Tên thanh niên cười lạnh, trên khuôn mặt trắng bệch lại lộ ra dâm ý vô cùng. Sắc mặt cha tên mập dần tái xanh lại, đối phương lúc đầu chỉ yêu cầu mời rượu, cho nên y mới có thể đồng ý được. Nhưng giờ lại quá đáng đến như vậy, cắn chặt răng, thầm nghĩ tới đứa con mất tích của mình. Nếu như người làm cha này đến vợ của con còn không thể bảo vệ, thì sống còn ích gì nữa. Cút, người mau cút cho ta. Người đâu, mau đánh chết kẻ này cho ta. Lý gia ta cho dù có táng gia bại sản thì cũng không để cho Triệu gia các người làm nhục đâu. Y hét lớn một tiếng, uy phong thật. Triệu công tử xoay người rời đi, trong mắt lộ ra sát khí. Yến tiệc kết thúc, vị nữ tử kia cắn môi, hai dòng nước mắt chảy xuống, tựa như muốn nói gì đó. Con cũng không cần phải để ý chuyện này, thiên hạ này vẫn phải có vương pháp. Đưa tiểu thư quay về đi. Cha tên mập bình tĩnh lên tiếng, lập tức có mấy tên hạ nhân đưa nàng rời đi, thẳng tới khi bốn phía yên tĩnh hẳn, thân thể y mới run run lên, lảo đảo mà bước đi, tựa như già đi trông thấy. Y lắc đầu, bước thẳng về phía trước, không lâu sau tới một gian nhà rồi đẩy cửa đi vào. Thoạt trông nơi này khá là xa hoa, chỉ là nếu như toàn bộ đồ đạc trong phòng không có chi chít vết răng trên đó, thì sẽ tốt hơn nhiều. Phú quý, rốt cuộc con đi đâu? Sao vẫn chưa quay về? Y ngồi trên ghế, thân ảnh trông càng thêm già nua, vuốt vuốt dấu răng trên bàn, khẽ thì thào nói, hắn vẫn còn sống tốt lắm. Đúng lúc này một âm thanh bình tĩnh vang lên bên trong căn phòng, khiến cho cha tên mập ngẩng đầu lên. Lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, vì bên cửa sổ nơi đó, chẳng biết từ lúc nào đã có một người đứng đá đó. Người này mặc áo văn sĩ, thoạt trông tựa như một vị thư sinh, chính là Mạnh Hạo. Ngươi! Lý Đại Phú lập tức đứng lên, trong mắt lộ vẻ cảnh giác, sau đó lùi về sau vài bước. Ta là hảo hữu của Lý Phú Quý trong tông môn, người huyện Vân Kiệt, Mạnh Hạo. Mạnh Hạo xoay người, không nhìn về phía dấu răng trên cửa sổ nữa, mà nhìn thẳng vào Lý Đại Phú. Mạnh Hạo ư? Lý Đại Phú sừng sốt, y chợt nhớ lại, năm đó khi con của y mất tích, y cũng cho người đi thăm dò. Thì cũng biết được trong khoảng thời gian đó, có tất cả bốn người mất tích, trong đó có một kẻ tên là Mạnh Hạo. Phú quý hắn, thân mình Lý Đại Phú run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ kích động, nhưng trong lòng vẫn có chút chần chừ. Hắn hiện giờ không ở Triệu Quốc, nhưng không lâu sau hẳn sẽ quay về. Mạnh Hạo bước tới ngồi lên một chiếc ghế. Chuyện vừa rồi ta đã được thấy, ta sẽ ở lại nơi này vài ngày, chuyện này ta sẽ xử lý. Mạnh Hạo thản nhiên nói, tay phải lật một cái, một trang giấy xuất hiện trong tay hắn, rồi hắn đặt nó lên mặt bàn. Dựa theo phương thức bên trên, tạo ra ba thanh trường thương, một thanh thiết, một thanh ngân, một thanh kim. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 75, ba thanh trường thương 2. Trên mặt Lý Đại Phú hiện lên vẻ ngần ngại, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, bởi mặc kệ chuyện này có thể tin được không, thì y thà tin còn hơn. Sau đó không nói năng gì, tay cầm lấy tờ giấy kia, chạy vội ra ngoài. Còn về Triệu công tử kia, sau khi vác cái mặt âm trầm ra khỏi Lý gia, thì mang theo đám tôi tớ ra khỏi huyện Vân Khai, khi về tới nhà nơi huyện Vân Hải, gã cắn răng, nâng tay lên tự tát thẳng vào mặt mình, lưu lại dấu tay. Rồi mới đi tới bên ngoài đình viện, thần sắc biến thành cung kính, thậm chí là mang theo một kính sợ, nhẹ giọng nói. Tiểu đệ, ngươi ngủ rồi sao? Chuyện gì? Một lát sau, một âm thanh thản nhiên truyền ra, âm thanh có chút cao, tựa như là tiếng trẻ con vậy. Lý gia kia không chỉ không đồng ý đề nghị của tiểu đệ, còn muốn làm nhục Triệu gia ta, còn tát ta một cái nữa. Triệu công tử lấy một bộ dạng nhục nhã nói. Cửa phòng lúc này bỗng nhiên mở ra. Một tên thiếu niên tầm khoảng 12, 13 tuổi, mặc trên mình cẩm bào quý giá bước ra. Y mi thanh mục tú, thoạt trông khá là tuấn mỹ. Nếu như lúc này Mạnh Hạo có mặt ở đây, thì hẳn thần sắc của tên thiếu niên sẽ trở thành nịnh nọt.
vì tên này là một trong những đệ tử khi Kháo Sơn Tông giải tán được Âu Dương Đại Trưởng Lão đưa ra ngoài, còn là đồng tử của Mạnh Hạo nữa, Triệu Hải. Hắn với tên Mập có chung một lý tưởng, đều muốn trở thành đại tài chủ. Nay tên Mập bị người ta mang đi, y thì trở về cướp đoạt gia sản của các tài chủ khác. Còn về phần Lý Đại Phú là cha của tên Mập kia thì với địa vị của y ở Kháo Sơn Tông căn bản cũng không thể nào biết được, dù sao nơi ở của gia đình, trừ phi là họ hàng, còn không thì rất kiêng kỵ tìm hiểu. Phế vật vô dụng, người nghĩ là ta với người giống nhau, ngu dốt thế sao, một tát này cũng không đúng hướng, hẳn là do người tự đánh. Triệu Hải hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ chán ghét. Người trước mắt dù sao cũng là ca ca của mình cho nên y đành phải nhíu mày. Thôi được rồi, ta muốn tu luyện để đột phá. 7 ngày sau ta với ngươi đi một chuyến tới Lý Gia. Triệu Hải xoay người, đóng mạnh cửa phòng một cái. Chỉ thấy Triệu công tử vẻ mặt đắc ý, ngẩng đầu nhìn về huyện Vân Khai mà nội tâm nóng như lửa. Đầu óc dần ảo tưởng tới tiểu nương tử kia 7 ngày sau sẽ thê thảm dưới thân mình ra sao. Thời gian thoáng chốc đã qua 7 ngày, từ huyện Vân Hải Triệu ra. Triệu Hải chắp tay sau lưng, phía sau là Triệu công tử, còn dẫn theo một đám gia đình, vẻ mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí, thẳng hướng về phía huyện Vân Khai. Huyện Vân Khai, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong phòng của tên Mập, yên tĩnh đả tọa, cho tới buổi trưa, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Sau khi hắn lên tiếng, mở mắt ra thì thấy đi sau lưng Lý Phú Quý có hơn 10 tên gia đình, cứ 3 người thì nâng một thanh trường thương, đúng thứ tự thiết, ngân, kim. Hoa văn điêu khắc phía trên thoạt trông có vẻ cổ xưa nhưng lại mang lại cảm giác xa hoa. Mạnh Hạo nâng tay lên bắt một cái, lập tức thanh thiết thương rơi vào trong tay hắn. Một màn này khiến Lý Đại Phú cùng với đám tôi tớ trợn mắt há hốc mồm lên, hít vào một hơi, ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn Mạnh Hạo. Thanh thiết thương này cực nặng, mà một màn cách không thủ vật của Mạnh Hạo thực khiến cho người khác kinh ngạc. Thân hình Lý Đại Phú run rẩy, hai mắt lộ ra tinh quang. Lúc trước y cũng cảm giác được Mạnh Hạo không giống như là phàm nhân, cho nên vẫn là bán tín bán nghi nhưng cũng hoàn thành những yêu cầu của đối phương, sai người làm 3 thanh trường thương này. Lúc này thì y có thể xác định được đối phương đúng là không phải người thường. Mạnh Hạo gật đầu, lại lấy ngân thương, kim thương ra thử một chút, sau đó mới phất tay áo một cái, thu cả 3 thanh trường thương vào bên trong túi trữ vật. Nhất thời từng âm thanh phốc phốc vang lên, cả một đám tôi tớ thần sắc rung động, lập tức quỳ lạy. Tiên nhân! Lý Đại Phú vẫn còn ngơ ngẩn ở đó, thân hình y run rẩy càng mạnh hơn, suýt chút nữa cũng muốn quỳ xuống mà lạy. Khi trước y cũng chỉ nghĩ đối phương không phải là kẻ tầm thường, nào ngờ đối phương lại đúng thực là tiên nhân. Hơn nữa trong thời khắc này y lại kích động hơn vì y nhớ đối phương có nói hắn là hảo hữu trong tông môn của con mình. Phải chăng cái thằng nhóc không nên thân kia của ta cũng là tiên nhân? Y muốn lên tiếng hỏi, nhưng lúc này Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, có một trận hỗn loạn truyền tới. Cũng vang lên những âm thanh đập phá truyền lại, dường như đại môn bị người ta đá ra vậy. Lý Đại Phú, mau lăn ra đây cho bản công tử, để ta là tiên nhân, tới Lý gia ngươi mà ngươi còn không mau quỳ xuống bái kiến đi. Lý Đại Phú mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thì Mạnh Hạo đã đứng dậy, đi ra ngoài, y cũng vội vàng đuổi theo, không bao lâu sau đã đến được sân sau phủ đệ. Khi thấy đại môn bị đập vụn cùng với tiếng kêu thảm của đám gia đình, còn thấy sau lưng Triệu công tử là một tên thiếu niên cao ngạo. Chắp một tay sau lưng, một tay còn lại nhấc lên, trong lòng bàn tay có một con hỏa xà đang lượn lờ. Thiếu niên kia vẻ mặt ngạo nghễ, một con hỏa xà bên tay gã càng khiến cho mọi người hoảng sợ không thôi, tất cả đều lui ra, không dám tới gần. Tiểu đệ, kẻ này chính là Lý Đại Phú. Triệu công tử vội vàng lên tiếng, căn bản không chú ý tới Mạnh Hạo đang đứng bên người Lý Đại Phú. Người chính là... Hà! Triệu Hải hất hàm lên, ngạo nghễ nhìn. Khi thấy Mạnh Hạo đang nhìn gã thì thân hình gã lại run lên bần bật, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Con hỏa xà trên tay lập tức tắt ngúm. Toàn thân tựa như biến đổi trong một khắc này. Trong thần sắc gã lộ ra vẻ hoảng sợ tới cực điểm, thậm chí là gương mặt cũng dần hiện lên vẻ nịnh hót, tựa như đó là bản năng vậy. Lý Đại Phú, thấy đệ của ta mà còn không mau quỳ xuống, nói cho người biết, đệ ta là tiên nhân người biết chưa, nâng tay là có thể giết cả nhà ngươi.
Triệu công tử cũng không chú ý tới biểu cảm của Triệu Hải ở bên cạnh, vẫn đứng đó mà diễu võ dương oai, gào thét không ngừng. Người còn không mau mang tiểu nương tử kia tới một gian phòng tốt đi. Nếu cô nương kia chịu hầu hạ bản công tử, khiến cho ta cảm thấy thư thái, ta sẽ cầu tình cho Lý gia ngươi. Nói không chừng chúng ta sẽ để cho nhà các ngươi một hạt giống, miễn cho Lý gia các người không có người nối dõi. Triệu công tử càng nói càng hưng phấn, còn Triệu Hải sau lưng hắn thì mặt đã dần trắng bệch rồi, thân thể run rẩy, nhìn Mạnh Hạo mà trong đầu nổ vang những lời ca ca gã nói, gã chợt cảm thấy kinh hãi. Còn nếu không thì, hắc hắc, không chỉ ngươi phải chết, còn tên thư sinh bên cạnh. Ai đây à, đừng con nói là con nuôi Lý gia các người chứ, thực là không để ta vào mắt, ngươi muốn chết phải không, để ta là tiên. Lời này của Triệu công tử còn chưa có nói hết, nhưng khi lọt vào tai Triệu Hải tựa như sét nổ bên tai, khiến gã nổi giận, nhảy tới, vẻ mặt phẫn nộ tát thẳng lên mặt của ca ca gã một cái. Ngươi câm miệng lại cho ta. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 76, gặp lại Thượng Quan Tu 1. Câu nói này của Triệu Hải mang theo âm thanh dường như muốn khóc tới nơi rồi. Vì gã hiểu rõ thân phận của Mạnh Hạo là đệ tử nội môn, có chiến tích chiến thắng Vương Đằng Phi, cả nội tông, ngoại tông không ai không biết. Hơn nữa còn có tu vi ngưng khí tầng 6, cho dù là điểm nào thì cũng tựa như ngọn núi cao, tùy thời có thể đè chết gã. Đồng tử Triệu Hải, bái kiến Mạnh sư huynh. Trong khi Triệu công tử đang kêu gào thảm thiết ở kia, thì Triệu Hải phục một tiếng, quỳ xuống, run run nhìn Mạnh Hạo. Lời nói Triệu Hải vừa ngừng, thì tên Triệu công tử vừa ăn một tát lại theo bản năng mở mồm nói. Tiểu đệ, người gọi hắn là gì? Mạnh sư huynh. Ha ha, hóa ra là người một nhà. Vậy thì Mạnh sư huynh cũng đã thấy được tiểu nương tử này. Vậy thì để cho Mạnh câm mồm. Triệu Hải tựa như bị bức tử tới nơi, thân thể run lên không ngừng. Trong đầu xuất hiện truyền thuyết có liên quan tới Mạnh Hạo khi còn ở Kháo Sơn Tông. Lúc này gã lại nhảy tới, tát thêm một phát lên mặt Triệu công tử, rồi thở hổn hển. Lý đại phú ngẩn người ra, hít sâu một hơi, sau đó ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Tuy lúc trước đã đoán được đối phương là tiên nhân, nhưng y cũng không thể nghĩ tới. Vị tiên nhân cường đại của Triệu gia sau khi thấy Mạnh Hạo lại có thể sợ hãi như vậy, thậm chí bộ dáng run rẩy không thôi. Đừng nói là y, giờ phút này toàn bộ người của Lý gia đều bị kinh ngạc vì một màn này, nhìn Mạnh Hạo mà lộ ra vẻ kính sợ. Mạnh sư huynh, Triệu Hải run run quỳ nơi đó, trong mắt lộ ra sự sợ hãi mãnh liệt. Thần sắc Mạnh Hạo âm trầm, không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng như vậy mà nhìn Triệu Hải. Trong lòng Triệu Hải run run không thôi, gã cắn chặt răng, nghiêng đầu nhìn vị ca ca của gã. Trong mắt lộ ra vẻ oán độc, gã không dám oán hận gì Mạnh Hạo cho nên hận ý đành đặt lên ca ca của mình. Lúc này gã vung tay lên, một con hỏa xà nhỏ bằng ngón tay cái phóng tới, trong khoảnh khắc đã bắn thẳng lên người Triệu công tử khiến cho tên đó kêu thảm thiết không ngừng. Triệu công tử lăn qua lại trên mặt đất, rồi cuối cùng biến thành một cỗ thi thể cháy xém. Xin Mạnh sư huynh thả cho ta một con đường sống. Triệu Hải cũng không quan tâm tới ca ca của gã, chỉ quỳ gối trước mặt Mạnh Hạo mà không ngừng dập đầu. Người nếu như còn lưu luyến phàm trần, thì từ nay về sau cứ an ổn mà làm phàm nhân đi thôi. Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng, tay phải cách không một chỉ, lập tức sắc mặt Triệu Hải tái nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết. Đan điền lập tức bị đánh nát, tu vi ngưng khí tầng 2 cũng bị phế bỏ, từ nay về sau không còn là tu sĩ nữa, mà trở lại làm phàm nhân. Thân hình lảo đảo, Triệu Hải ôm quyền cúi đầu với Mạnh Hạo, chua xót mà quay đi, được đám tôi tớ đỡ lấy, rồi dần dần đi mất. Đây là Mạnh mỗ quản giáo không nghiêm, đó là đồng tử của ta, khi tông môn có biến thì chạy ra ngoài, khiến cho Lý Đại Thúc bị hại rồi. Mạnh Hạo cũng không quan tâm tới việc Triệu Hải rời đi, mà ôm quyền cúi đầu với Lý Đại Phú. Không sao, không sao, đa tạ tiên nhân. Lý Đại Phú vội vàng lắc đầu, sau đó cũng mau chóng cúi đầu với Mạnh Hạo, nhưng trong đầu lại vang lên từng đợt ong ong, vì những lời mà Mạnh Hạo nói ra khiến cho y rung động. Cái tên tiên nhân Triệu gia kia lại có thể là đồng tử của Mạnh Hạo,
thực là khiến y choáng váng. Lý Đại Thúc không cần phải thế, ta với tên mập, à, Lý Phú Quý là hảo hữu, thay hắn về quê, cho nên khi gặp chuyện này thì tự nhiên không thể bỏ qua. Mạnh Hạo mỉm cười, lắc đầu, rồi ôm quyền, Mạnh Mỗ xin rời đi. Mạnh Hạo nói xong, thân hình phóng lên, biến ra ngoài, chỉ một vài bước, đã không còn thấy bóng dáng nữa. Lý Đại Phú căn bản đang phiền muộn, nhưng khi nghĩ tới tiểu tử nhà mình thì lộ ra nụ cười, thậm chí trong mắt còn có vẻ đắc ý cùng chờ mong. Tiểu tử nhà ta cuối cùng cũng noi gương tốt rồi, nay đã làm tiên nhân, ta cần phải đi từ đường thắp hương, đây chính là việc quang vinh cho Lý gia. Mạnh Hạo ra khỏi huyện Vân Khai thì đã vào giữa trưa, gió thu thổi tới làm lay động áo dài của hắn, cho tới khi gió núi càng thêm mạnh thì hắn cũng đã đặt chân tới Đại Thanh Sơn. Đứng ở đây, 3 năm trước hắn còn cảm thấy tương lai mờ mịt vô cùng, thần sắc hắn đầy vẻ cảm khái vì 3 năm cứ thế qua đi, khuôn mặt non nớt của bản thân cũng thành thục hơn. Nhưng Đại Thanh Sơn này vẫn luôn như vậy, không hề thay đổi, còn có con sông lớn dưới chân núi kia, vẫn luôn chảy xuôi, tựa như vĩnh viễn không có điểm cuối. Nhìn nước sông dưới chân núi, Mạnh Hạo nhớ lại hồ lô năm đó mà mình ném đi, rồi khi tới nơi này gặp được Hứa Sư Tỷ, tên mập, Vương Hữu Tài, còn cả tiểu hổ nữa. Trong sự trầm mặc, Mạnh Hạo bỗng nhiên nhảy xuống, từ trên sườn núi lao xuống, chân đạp lên phi kiếm, thẳng tới cái khe nơi Đại Thanh Sơn đó mà tiến vào. Huyệt động vẫn mang bộ dáng như trước kia, Mạnh Hạo vẫn đứng ở đó, yên lặng nhìn ngắm bốn phía. Năm đó Hứa Sư Tỷ là ngưng khí tầng 7, mà giờ hắn cũng là tu sĩ ngưng khí tầng 7. Tựa như 3 năm qua cuối cùng lại là một vòng tròn, khởi điểm từ đây, kết thúc cũng tại đây. Nếu như 3 năm nay là một vòng, vậy thì hôm nay ta quay về nơi đây, phải chăng lại là một khởi điểm khác? Tựa như Thánh Hiền con nói, không bước đi bước đầu tiên thì sao tìm thấy đường? Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, sau đó dần mở ra. Nay ta đã bước ra một bước rồi, chỉ là khi xưa ta thiếu tiền, giờ thì thiếu linh thạch, cũng chẳng có tí thay đổi nào. Mạnh Hạo lắc lắc đầu, nghĩ tới linh thạch không còn nhiều trong túi trữ vật, hắn không khỏi có chút đau cái đầu, xoay người rời khỏi nơi này, hướng về phía sông lớn, đạp lên phi kiếm mà lao đi. Đột nhiên, hai mắt Mạnh Hạo co lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ở trên Đại Thanh Sơn, nơi mình vừa mới đứng, lúc này đã có một thân ảnh mặc trường bào màu vàng, đang đứng ở đó lạnh lùng nhìn mình. Ngươi quả nhiên sẽ quay về nơi này. Âm thanh âm trầm lan xa, khiến cho mặt trời trên kia cũng tựa như có chút ảm đạm, chỉ có ở trên đỉnh núi đó, một cỗ sát khí bốc lên với ánh mắt tham lam. Thượng quan Tu, lúc trước khi tông môn giải tán thì gã chính là kẻ rời đi đầu tiên. Qua nhiều ngày như vậy mới xuất hiện, sau khi biết được chuyện Kháo Sơn Tông giải tán, lại nghe được việc Kháo Sơn Lão Tổ làm cho toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc sợ hãi. Cho nên gã do dự khá nhiều mới ẩn giấu, âm thầm đi tìm những dược thảo gã cần và đi lấy những thứ mà nhiều năm trước gã đã cất giấu được. Chỉ là khi đi ngang qua Đại Thanh Sơn thì chợt nhớ tới Mạnh Hạo cũng chính là bị Hứa Thanh mang về từ Đại Thanh Sơn, cho nên muốn ở lại đây vài ngày, xem có thể gặp được Mạnh Hạo hay không. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí, vì với tu vi ngưng khí tầng 7 như lúc này của hắn thì cũng có thể đoán biết được một chút về đối phương, là cường giả ngưng khí tầng 9. Tuy chưa phải là đại viên mãn, nhưng cũng sắp tới rồi. Chỉ cần gã có đủ cơ duyên, trúc cơ thành công thì lập tức biến thành cường giả của Triệu Quốc. Trong lòng Mạnh Hạo hiểu, hắn không phải đối thủ của gã, cho dù có nhiều pháp bảo hơn thì cũng có cực hạn. Mà pháp bảo bên trong túi trữ vật của hắn giờ còn chưa có khôi phục lại, linh thạch càng thiếu, cho nên không tiện chiến đấu. Không nói lời nào, Mạnh Hạo đạp mạnh lên phi kiếm, biến thành một đạo quang mang phóng đi. Thượng quan Tu cười lạnh một tiếng. Ở trong tông môn, gã có thể phải kiêng kỵ Âu Dương đại trưởng lão che chở cho Mạnh Hạo, cũng không dám ra tay với đệ tử nội môn. Nhưng hôm nay tất cả chỉ còn là quá khứ, cho nên vì lòng đoạt bảo sát tâm của gã đối với Mạnh Hạo trở nên cực kỳ mãnh liệt. Thân thể cũng phóng lên, một tấm bùa xuất hiện, vòng quanh người gã một vòng rồi lao đi truy kích Mạnh Hạo. Lúc này cũng không còn thí luyện thăng chức nội môn, để ta xem, ngươi chạy làm sao thoát khỏi bàn tay của lão phu. Khóe miệng thượng quan Tu lộ ra nụ cười âm trầm, đầy vẻ đắc ý.
Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 77. Gặp lại Thượng Quan Tu Hai. Dông tố nổi lên, bầu trời lúc hoàng hôn, xa xa có thể thấy được dặng mây đỏ, gió thu lành lạnh cuốn lấy lá lơ lửng trên không. Cảnh tượng rất đẹp của đêm trước, nhưng hôm nay lại bị hai thân ảnh trượt nhanh qua, mang theo mũi nhọn xé rách khoảng không. Mạnh Hạo ở phía trước trong mắt lóe lên ánh sao, tu vi sau khi đạt đến ngưng khí tầng 7. Thời gian hắn ở trên phi kiếm đã có thể duy trì đến hơn nửa nén nhang, cứ cho là như thế cũng không cách nào trốn khỏi Thượng Quan Tu được. Thời gian vừa qua, hắn đều không thể hạ xuống mặt đất được, triển khai toàn lực chạy về phía trước, và lại nếu muốn trượt cần đến giữa sườn núi mới có thể trượt tiếp được. Thượng Quan Tu ở phía sau gắt gao truy đuổi, gã hạ quyết tâm không để đối phương đào tẩu thêm một lần nữa. Nếu không thì Triệu Quốc dù không lớn nhưng nếu đối phương trốn được, bản thân muốn tìm cũng rất vất vả. Và lại gã có chí lớn, tới thời khắc mấu chốt, đối với những kiện bảo vật thần bí trên người Mạnh Hạo, mặc dù gã không biết công hiệu, nhưng gã tin vào phán đoán của mình, nhất định phải lấy bằng được. Mạnh Hạo, lần này ngươi trốn không thoát đâu. Lão phu chí tại Nam Vực, nếu không phải năm đó không cam lòng, tu vi đã định là trúc cơ. Ở trước mặt lão phu còn kiến như ngươi, định lão phu để tích lũy trúc cơ. Thượng Quan Tu tu vi ngưng khí tầng 9, thiếu chút nữa chính là trúc cơ. Dù như thế vẫn là kém so với tu sĩ trúc cơ chân chính. Cứ coi như gã là cùng một đại cảnh với Mạnh Hạo, nhưng cao hơn hai tầng tu vi cũng khiến tốc độ của gã cực nhanh. Hơn nữa gã còn là trưởng bối Kháo Sơn Tông, pháp bảo có được cao cấp hơn của Mạnh Hạo nhiều. Ví như bùa chú này, trước khi đi vòng quanh gã có tiếng gió gào thét, khí thế không tầm thường. Trong tay áo vung ra ngọc giản vỡ vụn hóa thành sương mù sắc xanh ngưng tụ thành một cái bình xanh cao hơn nửa người, tiến thẳng đến gần Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe, tay phải vỗ vào túi chữ vật lập tức có 10 thanh phi kiếm bay ra hướng về phía bình bảo vật. Trong nháy mắt va chạm vào nhau, 10 thanh phi kiếm lập tức nổ tung, mảnh kiếm vỡ vụn văng ra bốn phía, bình bảo vật kia cũng bị chấn động tiêu tán đi. Nhưng tốc độ của Thượng Quan Tu nhanh như chớp tăng lên, phóng qua cái bình vỡ vụn, đã tiến gần đến Mạnh Hạo thêm một chút. Vào lúc này, Mạnh Hạo mãnh liệt xoay người, hai tay bấm niệm thần chú chỉ về phía trước, phong nhận xuất hiện tổng cộng có 3 đạo, nhưng không hướng về phía Thượng Quan Tu mà là hướng ra bốn phía. Khẽ quấn ngón tay Mạnh Hạo, 3 đạo phong nhận mạnh mẽ xoay tròn hình thành một luồng hấp lực, khiến những mảnh vụn của phi kiếm phân tán bốn phía bị cuốn vào trong lốc xoáy. Ầm một tiếng, âm thanh vang vọng nhưng Mạnh Hạo đi xa cũng không quay đầu lại, phía sau hắn. Bốn phía Thượng Quan Tu đều xuất hiện lốc xoáy, thân thể gã mạnh mẽ bước ra, ánh mắt đầy căm giận, quần áo tả tơi không ít. Vậy mà cũng đạt đến ngưng khí tầng 7. Thượng Quan Tu nhìn chằm chằm Mạnh Hạo ở phía xa, cất bước tiếp tục truy kích, nhưng có phần cẩn trọng hơn, biết Mạnh Hạo quỷ kế đa mưu, bản thân không thể khinh địch, cần phải dốc toàn sức. Nghĩ đến vừa rồi Mạnh Hạo dùng thủ đoạn sử dụng những mảnh phi kiếm nhỏ, trong lòng Thượng Quan Tu chấn động. Nếu không phải là tu vi Mạnh Hạo không đủ, nếu như hắn có tu vi như mình, một chiêu vừa rồi cho dù là không thể giết được nhưng cũng sẽ khiến mình bị thương. Tuổi còn nhỏ mà đã nham hiểm như vậy, lúc trước khi phi kiếm nổ tung chỉ là hư chiêu, đáng chết. Thượng Quan Tu đẩy nhanh tốc độ, hóa thành một dải cầu vồng truy kích Mạnh Hạo. Hai người một trước một sau, hoàng hôn dần tắt đêm tối buông xuống, trăng trên cao phát ánh sáng cả mặt đất giống như đang dõi theo thân ảnh của hai người. Mạnh Hạo sầm mặt lại, hắn thỉnh thoảng lấy yêu đan nuốt vào. Nếu không phải là Bắc Hải chứng đạo đột phá bình cảnh bước vào tầng 7, thì không chừng lành ít dữ nhiều. Cứ cho là ngưng khí tầng 7 nhưng nếu không có biện pháp thoát khỏi sự truy đuổi của Thượng Quan Tu thì cũng rất nguy hiểm. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta nhất định phải tự tay đâm chết người này. Mạnh Hạo nghĩ tới thủ oán quái lạ giữa mình và đối phương, tất cả đều vì lòng tham của đối phương mà tạo ra, 5 lần 7 lượt khiến hắn phiền lòng. Mắt thấy Thượng Quan Tu ở phía sau không ngừng truy kích, Mạnh Hạo cắn răng, thời điểm tiêu tán phi kiếm, bản thân rơi thẳng xuống đất, đi về núi hoang phía xa. Nơi đây không phải hướng Kháo Sơn Tông mà là phía đông Đại Thanh Sơn, nơi đó núi non chập trùng, nối thẳng đến đồng bằng trung tâm, đô thành Triệu Quốc.
nơi này núi nhiều, vượt ra khỏi chu vi núi hoang của Kháo Sơn Tông. Đây chính là dãy núi quan trọng nhất của Triệu Quốc, được gọi là Hộ Quốc Sơn. Từ xa nhìn tới không thấy đâu là điểm giới hạn. Dưới bầu trời đêm giống như một con rồng dài đang chìm vào giấc ngủ say, lưng núi nối tiếp nhau cao chót vót. Mạnh Hạo cúi đầu, phút chốc đã bước vào trong dãy Hộ Quốc Sơn, tiếp tục đi vào phía sâu. Trong 3 năm nay, Mạnh Hạo không phải là lần đầu tiên bị đuổi giết. Năm đó một trận chiến ở Hắc Sơn đã khiến Mạnh Hạo học được cách nắm bắt tình thế, lúc này liền bay nhanh tiến vào trong núi hoang. Thượng quan Tu tốc độ không giảm, mặc kệ Mạnh Hạo muốn trốn vào chỗ nào, gã cũng nhất định đuổi đến cùng. Trong lòng gã đã quyết định phải giết Mạnh Hạo đoạt bảo vật, nhưng gã cũng hiểu bản thân không có nhiều thời gian, khi gốc thảo dược gã che giấu đã đến lúc phải thu hoạch. Nếu chậm trễ, dược thảo kia một khi héo khô đối với kế hoạch lớn trong tương lai của gã sẽ gặp phải đả kích mà hủy diệt. Nhưng Thượng quan Tu tự nghĩ bản thân giết chết Mạnh Hạo nhiều nhất cũng 1-2 ngày, như vậy sẽ không bỏ lỡ thời gian quá nhiều, nên lúc này không chút do dự, phút chốc đã đuổi vào trong núi hoang. Đồng thời lúc Mạnh Hạo cùng Thượng quan Tu bước vào Hộ Quốc Sơn của Triệu Quốc, thì cách chỗ hai người khoảng mấy nghìn dặm bên trong Hộ Quốc Sơn, có một đỉnh núi cao vút trong mây. Đỉnh núi này dường như chạm đến trời, xa xa có thể thấy được giữa sườn núi hướng lên phía trên, còn nhìn thấy tuyết trắng phau phau. Ngọn núi này to lớn hơn những ngọn núi bình thường rất nhiều, đặc biệt là ở đỉnh núi, có những luồng hào quang mỏng tản ra, giống như toàn bộ đỉnh núi được bao quanh bởi lưu thủy bản. Bên phải đỉnh núi này có một tòa núi cao, đỉnh núi như bị gọt bằng thành một quảng trường hình tròn. Lúc này trên quảng trường có gần 100 tu sĩ mặc trường sa màu trắng. Những người này phần lớn là trẻ tuổi, nhỏ nhất mới 11-12 tuổi, lớn nhất cũng chỉ 17-18. Có cả nam lẫn nữ, thần sắc đều tỏ ra khẩn trương và chờ mong, còn mang theo một chút vẻ kiêu ngạo của người có tu vi. Trong đó không thiếu những người tu vi ngưng khí tầng 7, tầng 8, thậm chí có cả tầng 9, còn lại yếu nhất cũng là ngưng khí tầng 5, tầng 6. Đám đệ tử trẻ tuổi này phóng mắt nhìn bất kỳ một cái tông môn nào trong cả Triệu Quốc cũng khó mà có khả năng có được. Tông môn có thể có sẵn những đệ tử như vậy, ắt hẳn là cái đại tông có chút lớn ở Nam Vực. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 78 Tống Lão Quái. Trang phục của đám tu sĩ đều cùng một loại, từ thân mỗi người đều tản mát ra khí thế khó tả thành lời. Tư chất mỗi người đều cao ngất, một số người không thẹn với danh xưng thiên tài yêu nghiệt. Lần này Lão Phu mang tới một bộ phận đệ tử ngoại tông, Tống Lão Quái ngươi nhìn xem. Tiếng cười đắc ý truyền tới âm thanh phát ra từ một trong hai lão giả đang khoanh chân ngồi gần bình đài. Trước mặt bày một bàn cờ, người vừa cất tiếng cười mặc áo bào màu trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt chẳng khác nào tiên nhân. Hai ánh mắt người này như có điện mang, thần sắc vui vẻ, đắc ý. Ngồi đối diện người này chính là người được gọi là Tống Lão Quái. Lão mặc một bộ trường bào màu đen, mái tóc dài màu xám hơi rối, khuôn mặt thâm trầm lúc này cũng đang mỉm cười. Không tệ, không tệ, tử vận tông của người không hổ là một trong năm đại tông môn ở Nam Vực. Đám đệ tử ngoại tông mà Ngô Đinh Thu người mang tới có rất nhiều hạt giống tốt. Tống Lão Quái cười tươi đáp lời. Từ người lão tỏa ra một làn hơi lạnh khiến tinh thần đám đệ tử chấn động. Đã như vậy, ta và ngươi sao không cá cược một phen? Ánh mắt lão già mặc áo trắng lóe sáng, khóe miệng nhếch lên, tay phải nắm vào trong hư không. Một khối đá to bằng đầu người bỗng nhiên xuất hiện rơi xuống bên cạnh hắn. Tảng đá này màu đen, bên trong lóe ra hắc mang. Bên ngoài lập lòe rất nhiều đốm sáng như được tạo thành từ rất nhiều bảo thạch hợp lại. Đây là tiền đặt cược của ta, một khối thiên tinh thạch. Lão già áo trắng vừa nói vừa nhìn về phía Tống Lão Quái. Không thành vấn đề, Tống Lão Quái nhấc tay lên. Một khối sắt to bằng đầu nắm tay liền xuất hiện, khối sắt phát ra ánh sáng màu đen như muốn thôn phệ bốn phía. Biểu hiện quả thực bất phàm. Ngươi nhìn thấy là cờ trên đỉnh núi kia chứ? Nếu đệ tử của ngươi có thể mang lá cờ ấy thả xuống thì ngươi sẽ thắng. Nhưng nếu những đệ tử của Tử Vận Tông không lên được ngọn núi này thì khối thiên tinh thạch kia sẽ là của Lão Phu. Tống Lão Quái cười ha hà, đắc ý nói, ngươi yên tâm, Tử Vận Tông ta lần này mang những đệ tử này tới, nhất định sẽ lấy được lá cờ kia. Có khi còn lấy mất tòa bảo sơn này, tới lúc đó
những yêu thú ngươi nuôi có bị chết thì ngươi cũng đừng có mà nuốt lời đó. Lão già áo trắng tự tin nói, giọng điệu có chút giễu cợt, Tống Mỗ đã rong ruổi trên thế gian hơn 400 năm rồi, chưa bao giờ nuốt lời ngọn núi này ẩn giấu nhiều bảo vật. Lão Phu cũng cải tạo lại để nuôi nhiều yêu thú, bình thường núi này đều đóng cửa, nhưng đã mở ra thì trong vòng 7 ngày. Không chỉ có đệ tử của Tử Vận Tông ngươi mà tất cả đệ tử của tông môn khác, chỉ cần tu vi từ trúc cơ trở xuống thì đều có thể tiến lên, Tống lão quái rất tự tin. Cười lạnh đáp, ai có bản lĩnh sẽ lấy được bảo vật, nếu quả có ai đó lấy hết được bảo vật trên ngọn núi này, lão phu cũng không nhăn nửa đôi mày nếu nuốt lời, từ nay về sau lão phu không còn mang họ Tống nữa. Tống lão quái ngẩng đầu, ngạo nghễ nói tiếp, thanh âm như chém đinh chặt sắt, vô cùng quả quyết, tuy nhiên, nếu không có thực lực mà xông lên trên núi, trở thành đồ ăn cho những linh thú của ta thì cũng đừng oán trách lão phu. Nói xong, ánh mắt Tống lão quái lóe lên một tia trào phúng, đệ tử của Tử Vận Tông ta có ai không phải là nhân tài kiệt xuất, dọn sạch ngọn núi này của ngươi dễ như trở bàn tay mà thôi. Lão già áo trắng tên Ngô Đinh Thu trừng mắt, trầm giọng nói, bảo sơn của lão phu, khuôn viên trăm dặm đều có linh thú tung hoành. Mặt đất cũng bị lão phu lấy bùn đất dưới tận đáy Đông Hải, vạn năm không được ánh mặt trời chiếu tới, đưa đến đây lão phu luyện hóa làm chúng dung nhập vào sơn mạch. Hoàn toàn tự nhiên, linh thú ở nơi này con nào cũng là tuyệt phẩm, hung ác dị thường, lão phu sưu tập khắp thiên hạ, tốn rất nhiều công sức mới có được, ngươi chỉ mang chưa tới 100 tên đệ tử tới đây, chẳng đủ làm thức ăn cho chúng. Hai mắt Tống lão quái trừng lên, vuốt vuốt chòm râu. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 79, Thí luyện trong núi. Tử Vận Tông là tông môn lớn ở Nam Vực. Những đệ tử này dù chỉ là đệ tử ngoại tông, lúc vào tông môn cũng phải trải qua khảo nghiệm khó khăn khắc nghiệt. Khi đã gia nhập tông môn, mỗi người đều được ngâm mình trong linh tuyền 1 tháng 1 lần. Thiên tài địa bảo dùng để tu luyện không thiếu. Tư chất của mỗi người, dù đứng ở tông môn nào cũng đều hiếm thấy. Trái núi nhỏ bé này của ngươi, đám đệ tử của ta chỉ lật tay là có thể san bằng. Yêu thú của ngươi không đủ để bọn chúng thu thập, đám yêu thú của ngươi chỉ đáng gọi là lũ tạp chủng mà thôi. Hai mắt Ngô Đinh Thu trợn trừng nói với Tống lão quái. Không để ý tới vẻ mặt ngượng ngùng của đám đệ tử đứng sau lưng, Tống lão quái nghe vậy cũng hơi sửng sốt, tay áo hất lên, định nói gì đó thì Ngô Đinh Thu đã đứng vụt dậy, hướng đám đệ tử hét lớn, đệ tử Tử Vận Tông nghe đây, hôm nay các ngươi lần đầu rời khỏi tông môn, sống chết ở núi này đều do số mệnh, việc này cũng là một lần thí luyện để chọn đệ tử gia nhập nội tông, người nào có thể lên tới đỉnh núi, hạ được lá cờ kia xuống, lão phu sẽ thu làm đồ đệ, trực tiếp trở thành đệ tử nội tông. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, đi mau. Lão vừa dứt lời, cả đám đệ tử thần sắc phấn chấn hẳn lên, đây là lần ra ngoài đầu tiên của bọn họ, nên người nào cũng để lộ ánh mắt đầy mong chờ, mơ tưởng mình sẽ trở thành đệ tử nội tông. Lấy được bảo vật ở tông môn, bọn họ đã nghe đồn, trên ngọn núi này có dấu vô số bảo vật, lịch thạch lẫn đan dược gần 100 thân ảnh lao thẳng tới ngọn núi. Khí thế kinh người, ngọn núi này rất cao, bốn phía là những cánh rừng nhiệt đới bao phủ, muốn lên đỉnh núi, trước tiên phải vượt qua những cánh rừng này, chỉ trong một thời gian ngắn, từ cánh rừng vang lên rất nhiều tiếng sấm nổ, từng thân ảnh dã thú lượn qua lượn lại phá tan vẻ tĩnh lặng của màn đêm. Một lúc lâu sau, từ trong rừng vang lên rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, ở gần ngoài rìa cánh rừng có một đám khoảng 7-8 đệ tử Tử Vận Tông đang hớt hải chạy ra, phía sau họ vang lên tiếng gào rú rợn, người đuổi theo họ là 3 con hung thú đầu rồng thân hổ, nó di chuyển tới đâu là khiến mặt đất gợn lên từng đợt sóng lớn. 3 con yêu thú này uy vũ bất phàm, trên mình mang một bộ lông dày và mượt, khác hẳn những yêu thú thông thường, khác quanh thân chúng tỏa ra từng đợt khí hóa thành sương mù. Đám đệ tử vừa mới ra khỏi tông môn của Tử Vận Tông nhìn thấy, có không ít người hoảng hốt sắc mặt trắng bệch bỏ chạy. Rất may, nếu bọn họ kịp chạy ra khỏi cánh rừng thì đám yêu thú đều không đuổi theo nữa. Chúng chỉ nhìn chòng chọc vào bọn họ một lúc rồi quay người rời đi trên chỗ đất bằng ở đỉnh núi. Tống lão quái đắc ý cười vang. Ngô Đinh Thu, ngươi thấy sao? Đứng trước đám linh thú của lão phu, mấy tên đệ tử của ngươi dù uống linh tuyền để lớn lên cũng thành vô dụng mà thôi.
Chưa cần tới những linh thú mạnh mẽ trên đỉnh núi ra tay, đám linh thú vòng ngoài thôi đang ngăn cản không cho tên đệ tử nào của ngươi lên núi được rồi. Ở bên cạnh, lão già Ngô Đình Thu cau mày, vẻ mặt khó coi, hắn hung hăng trợn mắt nhìn bảy, tám tên tu sĩ đệ tử kia, vẫn giữ giọng điệu ngạo nghễ lúc trước. Lão bình tĩnh đáp, đám đệ tử chạy ra chỉ có tu vi tầng thứ 5, thứ 6, những đệ tử có thiên phú của lão phu đều đã vào sâu trong rừng. Chẳng bao lâu nữa sẽ tiến lên ngọn núi, bọn chúng sẽ vét sạch bảo vật của người. Thời gian chậm chậm trôi qua, thêm một canh giờ nữa tới, lúc này vẫn chưa có tên đệ tử nào tới được đỉnh núi. Tiếng gào thét của yêu thú và tiếng kêu thảm thiết của đám tu sĩ Tử Vận Tông vẫn vang lên đều đều. Một lúc, tại rìa mảnh rừng chạy ra hơn 10 tên đệ tử. Sắc mặt hoảng sợ, người nào cũng bị thương, theo sau bọn họ là 5 con yêu thú đang rượt đuổi. Trong số yêu thú này có một con mãnh hổ màu đen, còn có một con khổng tước cực lớn cao tới 2 trượng. 3 con yêu thú còn lại, mỗi con đều mang một hình hài khác nhau, khí tức bất phàm trên đỉnh núi. Tống lão quái được thể càng cười vang đắc ý. Thần sắc phấn chấn, lão đảo mắt nhìn Ngô Đinh Thu ở bên cạnh, vẻ mặt đang âm trầm. Ngô Đinh Thu, bọn chúng chính là đám đệ tử thiên tài mà ngươi nói đó hả? Bọn chúng lớn lên trong linh tuyền, hàng ngày ăn thiên tài địa bảo cũng thành vô dụng cả. Trên ngọn bảo sơn của ta có rất nhiều kỳ bảo mà lão phu phải mất nhiều thời gian và tâm huyết mới tìm thấy và đưa tới được, thêm vài năm nữa. Bọn chúng lớn lên thì nơi này sẽ có thêm một sơn yêu nữa rồi. Vẻ mặt Ngô Đinh Thu lúc này đã tím lại, tinh thần âm trầm như núi lửa, chỉ chờ lúc bột phát, chỉ là phá núi mà thôi, có gì đáng để khoác lác. Lão phu phất tay là có thể san bằng nó, đám vừa chạy ra chỉ là mấy tên yếu ớt. Những đệ tử ưu tú của lão phu còn đang, Ngô Đinh Thu đang nói bỗng hai mắt trợn trừng. Lão nhìn thấy gần bìa rừng có một đám đệ tử đang chuẩn bị trốn ra, lão lập tức đứng dậy, hướng về phía ấy mà hét lớn, tất cả nghe cho rõ, ai dám tự tiện quay lại lão phu sẽ trục xuất khỏi sư môn. Âm thanh của lão vang lên như sấm nổ, quanh quẩn suốt phương viên trăm dặm, khiến đám tu sĩ đang chạy ra tái mặt, run rẩy không dám tiếp tục chạy nữa. Mấy người cắn răng quay lại, cũng may đám yêu thú bị tiếng lão dọa nên không dám tiếp tục truy kích bên ngoài khu rừng. Vẻ mặt hơn 20 người đã ra khỏi đó trở nên tái mét, chần chừ không biết là nên tiến vào hay tiếp tục ở lại bên ngoài. Không chỉ có đệ tử của Tử Vận Tông các ngươi, mà trong 7 ngày này, bất cứ đệ tử nào đủ tiêu chuẩn dưới trúc cơ đều có thể tiến vào nơi này cất giấu tài phú hơn nửa đời người của lão phu. Ai có thể lấy được, lão phu nhất định không ngăn cản, đặc biệt là phía dưới ngọn cờ cắm trên đỉnh núi kia. Lão phu đã để túi trữ vật càn khôn có thể cất cả núi sông vào trong ở đó. Tống lão quái đắc ý cười ha ha. Tiếng cười rơi vào tai Ngô Đinh Thu làm sắc mặt hắn càng khó coi, thầm trách lão quái vật này sao lại tai quái như vậy, bảo vật cỡ ấy mà cũng mang lên núi. Lão phất tay áo, tính rời khỏi nơi khiến hắn chịu không ít xấu hổ từ lúc bắt đầu tới giờ, thì tống lão quái liền ngăn lại, Ngô đạo hữu, chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao? Bàn cờ này chưa hạ xuống thì không ai có thể rời đi. Ngươi là trưởng lão của một tông môn lớn tại Nam Vực, chẳng lẽ nói rồi lại nuốt lời? Tống lão quái cười cười, vênh mặt lên cao vẻ đắc ý, biểu thị thái độ nhất định sẽ không để cho đối phương được như ý. Cùng lúc đó, ở vài ngàn dặm bên ngoài dãy núi, Mạnh Hạo đang dùng tốc độ cực nhanh luồn lách trong rừng phía sau hắn, thượng quan tu đuổi sát không ngừng, trong mắt hằn lên sát ý, tòa sơn mạch hộ quốc này liên miên bất tận. Càng vào sâu chướng khí càng nhiều, người chọn chỗ này là đã chọn đường chết cho mình rồi. Âm thanh của thượng quan tu vang dội khắp xung quanh, thật ồn ào. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn lầm bầm mấy câu trong lúc tiếp tục chạy trốn. Đây là lần đầu tiên suốt từ khi hai người đuổi nhau hắn mới mở miệng. Hai mắt thượng quan tu lóe sáng, trong lúc Mạnh Hạo lầm bầm thì hắn nâng hai tay lên vỗ mạnh. Mạnh Hạo liền cảm thấy đau đớn, âm thanh truyền tới như một thanh lợi kiếm xé oang lồng ngực hắn, đâm vào trong trái tim làm mặt hắn biến sắc, thân thể lảo đảo phun ra một ngụm máu lớn. Quắt con, cuối cùng ngươi cũng mở miệng, đây chính là thuật pháp thương tâm mạch gia truyền của ta, ngươi còn không mắc mưu. Thượng quan tu nhe răng cười, tốc độ tăng lên trong nháy mắt, tay phải hắn lại nâng lên, giữa không trung xuất hiện một hạt châu 5 màu rồi rơi vào trong tay hắn. Hắn vung về phía trước, hạt châu này hướng về phía Mạnh Hạo thẳng tiến, chưa tới gần đã tự nổ tung hóa thành màn sương mù ngũ sắc. Trong đám sương vang lên từng tiếng gào rú của đám lệ quỷ đang dần hình thành. Mạnh Hạo quay đầu,
ánh mắt càng trở nên âm trầm, hắn không kịp lau máu tươi trên khóe miệng. Hai tay bấm pháp quyết, thân thể tức tốc lui về phía sau lúc đám sương mù đánh tới. Tay trái Mạnh Hạo ngưng tụ ra một khối thủy cầu cỡ to đầu người. Tay phải hình thành một đoàn hỏa xà gào rú, khối thủy cầu bay vút đi, sau đó nổ tung thành vô số mũi tên tiếp sau đó. Hỏa mãng cũng bay theo, đang còn trong không trung đã nổ tung tỏa ra sức nóng lan truyền khắp bốn phía, biến những giọt nước từ khối thủy cầu hóa thành hơi sương trong đêm tối. Mạnh Hạo dựa vào đám sương mù này để che giấu khí tức, vừa làm nhiễu loạn đám sương ngũ sắc của thượng quan tu trong nhất thời. Thượng quan tu cũng bị đám sương mù kia che khuất tầm mắt, trong lòng hắn cả kinh, chiêu này của Mạnh Hạo đã vượt ngoài dự liệu của hắn đúng lúc đó. Có hai vệt sáng lạnh lẽo vô thanh vô tức phóng thẳng về phía thượng quan tu giữa tiếng sấm quanh quẩn. Mạnh Hạo nhẹ than rồi quay người, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước, hắn không ngừng lấy yêu đan nuốt vào trong người để chữa thương và hồi phục. Nguyên khí đám sương mù do hắn tạo ra phía sau đã bị khuếch tán ra bốn phía, thượng quan tu mang vẻ mặt tàn khốc xuất hiện, từ hai ống tay áo của hắn chảy ra máu tươi. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, thượng quan tu không khỏi giật mình. Đồng tử co rụt lại, nếu hắn không phản ứng nhanh, kịp thời ngăn cản hai thanh phi kiếm làm bằng gỗ kia thì hắn đã mất đi cánh tay phải, hiện giờ cánh tay bị một vết thương rất sâu làm hắn nhìn vào cũng phải kinh hãi. Linh khí trong cơ thể lưu động tới vị trí vết thương để chữa trị nhưng tốc độ khôi phục rất chậm, tạm thời hắn có thể cầm máu lại nhưng vẫn không thể ngăn cản linh khí đang từ vết thương trào ra ngoài. Tiểu súc sinh này quá giàu hoạt, hắn chỉ dùng một ít thuật pháp và bảo vật cấp thấp nhưng không ngừng tiêu hao rồi lại bổ sung. Thật sự là khó đối phó, thượng quan tu nhíu mày nghĩ thầm trong lòng nhưng vẫn không ngừng truy kích. Hai người cứ thế một chạy một đuổi tiến về phía trước, thời gian chậm rãi trôi qua. Màn đêm đã bị thay thế bởi ánh sáng của buổi bình minh đuổi giết cả đêm. Chạy trốn cả đêm làm hai người thượng quan tu và Mạnh Hạo đều thấy mỏi mệt, bản thân Mạnh Hạo dù sao cũng từng săn giết yêu thú ở núi hoang, rồi trốn chạy trên đỉnh Hắc Sơn nên có phần thuận lợi hơn. Đáng tiếc, dãy núi hoang này lại không thấy được yêu thú, nếu không, hắn đối phó với thượng quan tu cũng không đến nỗi vất vả như vậy. Mới đạt tới ngưng khí tầng thứ 7 mà đã khó chơi như vậy rồi. Chờ khi tu vi của hắn cao hơn, đối phó với hắn còn khó tới mức nào. Thượng quan tu cắn răng, lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào người. Sau đó tiếp tục truy kích, tu vi của hắn cao hơn Mạnh Hạo hai tiểu cảnh giới, luận tốc độ hay cường độ linh khí đều chiếm ưu thế, vậy mà vẫn không cách nào đuổi kịp Mạnh Hạo. Hắn không biết, Mạnh Hạo tuy chỉ đạt tới ngưng khí tầng thứ 7 nhưng hắn tu luyện chính là công pháp Thái Linh Kinh trong ngưng khí quyển, có thể tu thành vô hạ trúc cơ, về cơ bản không thể đánh đồng hắn với đám tu sĩ cùng tu vi bình thường được. Hơn nữa, khối yêu đan trong đan hải của hắn có tác dụng phi thường. Trong thời gian ngắn, thượng quan tu không cách nào theo kịp. Cho tới buổi sáng, hai người đã đi được mấy vạn dặm, phía trước Mạnh Hạo xuất hiện một ngọn núi cao vút. Đỉnh núi xuyên phá mây xanh, giữa sườn núi có tuyết trắng mênh mang bao phủ, liếc nhìn qua đã biết nó không tầm thường. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 80 Thiết Thương 1. Nhìn thấy ngọn núi này, hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời, hắn thầm nghĩ trên ngọn núi này ắt hẳn có nhiều yêu thú tồn tại. Sau đó thân thể lóe lên, lao thẳng tới phía sau hắn. Thượng quan tu nhìn ngọn núi thì biến sắc, tu vi của hắn cao hơn Mạnh Hạo. Bước vào tu chân giới cũng lâu hơn nhiều, kiến thức và hiểu biết hơn nên chỉ liếc mắt là hắn nhận ra ngọn núi này có điểm không bình thường. Thấy Mạnh Hạo không do dự lao thẳng vào trong, hắn cũng đành cắn răng đuổi theo mà không kịp suy nghĩ nhiều. Trong lúc này, trên vạt đất bằng ở đỉnh núi, Ngô Đình Thu và Tống lão quái ngồi đối diện nhau. Hai lão đang đánh cờ nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát diễn biến phía dưới khu rừng và chân núi của đám đệ tử với yêu thú ở trên đỉnh núi. Hai lão có thể quan sát rõ ràng ngày hôm nay toàn bộ đệ tử của Tử Vận Tông đã tiến vào khu rừng nhưng không cách nào tiến sát chân núi vì bị đám yêu thú chèn ép. Đệ tử Tử Vận Tông quả nhiên không tầm thường, có thể trụ lại trong khu rừng của lão phu một đêm thực không tệ. Ngô Đinh Thu, ngươi có thể tự hào đó. Tống lão quái cười ha ha, thần sắc đắc ý phi thường. Từ lúc bắt đầu tới giờ, lão luôn thấy phấn chấn khi chứng kiến vẻ mặt âm trầm của Ngô Đinh Thu.
Ngô Đình Thu nhìn đám đệ tử đang chật vật dưới chân núi thì cau mày, lão hừ lạnh. Ngô Đình Thu, lão hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu đó. Lần trước Kim Hàn Tông cũng đến tìm lão phu, muốn đưa đệ tử tới đây tiến hành thí luyện, kết quả là không có một ai có thể lên núi tới có hội nhìn thấy bảo vật và yêu thú. Cường đại trên núi còn không có khiến ta cảm thấy rất thất vọng, hy vọng đệ tử của Tử Vận Tông các ngươi có thể tiến lên, tranh giành cùng đám yêu thú ấy, Tống lão quái lên tiếng. Giọng nói không giấu sự đắc ý, lão nhấc tay lên, nhìn theo hướng lão chỉ hiện ra một con viên hầu có bộ lông trắng, toàn thân như có tuyết bao phủ. Hai con mắt cũng mang màu trắng, bộ dáng cực kỳ hung tàn, móng vuốt sắc bén của nó vừa xé đứt một cánh tay của một tên đệ tử. Tốc độ công kích của nó cực nhanh, đã có 7-8 đệ tử của Tử Vận Tông bị thương trong tay nó. Đây là tuyết phong dị trùng, trong thế gian này cũng rất hiếm thấy, 10 năm trước lão phu ngẫu nhiên thu phục được. Cực kỳ quý hiếm, ngươi nhìn xem, lông của nó phát sáng, màu tuyết trắng ánh lên dưới ánh sáng ban ngày một thời gian nữa. Nếu bán đi nhất định sẽ rất được giá, Tống lão quái vừa cười vừa nói. Ngô Đinh Thu đứng ở bên cạnh càng thêm lạnh lùng, lão không ngờ. Một thời gian không gặp, Tống lão quái lại tìm được nhiều yêu thú cường đại như vậy đúng lúc này. Tống lão quái đảo mắt ra biên giới của khu rừng thì nhìn thấy Mạnh Hạo và Thượng Quan Tu đang một chạy, một đuổi tiến vào bên trong, lão nở nụ cười. Lại có người ngoài tiến vào rồi kìa, Ngô Đinh Thu, ngươi nhìn xem, lão phu là người giữ lời, cấm chế nơi này tuyệt sẽ không ngăn trở tu sĩ tiến vào, hai người đó đã muốn chết. Lão phu cũng không ngăn cấm, Ngô Đinh Thu hừ lạnh, lão không đáp ngay, cũng không hề để ý tới hai người Mạnh Hạo và Thượng Quan Tu mà chỉ nhìn chằm chằm vào con khỉ trắng. Đứng gần nó là một tên đệ tử của Tử Vận Tông, tuổi chừng 17-18. Hắn đang bấm pháp quyết, sau lưng hiện lên một quyển sách cổ tràn ngập khí tức mạnh mẽ chấn áp con khỉ kia. Con khỉ trắng dị trùng kia quả nhiên lợi hại, nhưng ngươi nhìn xem, cuối cùng cũng trở thành sùng thú của đệ tử ta mà thôi. Tên đệ tử đó là Thạch Nham, sau khi nhập tông thì lấy được sách cổ, tu vi đạt tới ngưng khí tầng thứ 7, chuyên chấn áp yêu thú. Trong lòng Ngô Đinh Thu chấn động, vẻ mặt lộ ra một tia đắc ý hiếm hoi. Với thân phận của lão, thông thường sẽ không có biểu hiện thất thố như vậy, nhưng suốt thời gian qua bị Tống lão quái chế giễu, lão không nhịn được cảm giác muốn vượt lên đối phương. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.